Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang Lời nói đầu tiên em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha Hôm nay em về ấp Long Thành A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 570m2 Trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú nắm thông tin chính xác hơn. Anh chị ghẻ phải là di chuyển ra đường Quyền Lộ 35 và ngay chỗ Quỹ ban xã Long Hưng, cầu Long Hưng khoảng là 2 km. Và em cũng đang đứng trên trục đường Quyền Lộ 34 cặp kinh sáng của Nguyễn Tấn Thành và con đường này cũng liên thông ra quốc lộ 1A. Và ngay chỗ cầu Kinh Sáng của xã Long Định khoảng là 2 km. Và ở đây thì có đầy đủ tiện ích như là chợ, trường học, quỹ ban, ngân hàng. Anh chị cách khoảng là 1 km. Em mời cô chú và anh chị di chuyển vào bên trong xem và tham quan thửa đất vườn này nha. Rồi em đã di chuyển gần tới vị trí thửa đất vườn mà hôm nay em giới thiệu anh chị nè Và con đường này anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ là anh chị di chuyển thoải mái luôn nha Từ vị trí này anh chị di chuyển ra ngay chỗ trường tiểu học Long Hưng khoảng là 1 km Và con đường này cũng liên thông ra đường nhựa Kinh Đào khoảng là 500m và từ vị trí đường bê tông 3m anh chị di chuyển vào khoảng là 30m nữa nha và nằm trên đường bê tông công cộng khoảng là 2m em mời cô chú và anh chị di chuyển vào bên trong xem và tham quan thửa đất vườn dừa rất là đẹp luôn nha anh chị ở đây thì có điện nước wifi có đầy đủ khu dân cư nhà cửa thì ở rất là đông rất là thích hợp cho anh chị về các nhà ở hoặc là anh chị á lập vườn trồng cây ăn trái nha. Và con đường này anh chị á chỉ di chuyển là đường xe gắn máy hoặc là xe ba gác thôi, ô tô thì á anh chị di chuyển vào đây chưa có được nha. Đất này thì xung quanh có gào à B40 hết rồi nha anh chị. Về thì anh chị cũng không tốn chi phí để anh chị làm hàng gào. Ở đây thì diện tích ngang là 15 m và có chiều dài là 38 m. Tổng diện tích là 500 570 m2. À, trên đất thì thuộc cây lâu năm nha anh chị, à, chưa có thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú để lên thổ cư. Và hiện gia chủ đang kêu bán à, với giá là 600 triệu nha anh chị. Trên đất thì gia chủ á, À, đang trồng dừa và mít à, dừa này thì gia chủ á, đã trồng cũng được khoảng là 3 năm rồi nha anh chị và cũng à, đang có lưỡi mèo và một số á, thì cũng đang à, cho trái luôn à, về thì anh chị á, à, bốn phân là hàng tháng anh chị có thu nhập nha à, đất mình đang quay về hướng à, nam nha anh chị Nếu anh chị có nhà ý anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất vườn dừa này và anh chị gặp chính chủ anh chị thương lượng nha gia chủ thì cũng đang trồng một số mít nha anh chị mít này gọi là mít thái và gia chủ trồng chỉ khoảng là 3 tháng thôi và trên đất thì có hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn Vậy thì anh chị á à, vô điện là anh chị bật cầu dao lên là hệ thống à, tưới tiêu à, sẽ tự động quay nha em cũng xin nhắc lại à, cho anh chị và cô chú à, nắm lại thông tin à, diện tích à, ngang là 15m và có chiều dài là 38m tổng diện tích là 570m2 gia chủ đang kêu bán à, với giá là 600 triệu nha anh chị ở đây là tổng quan à, thửa đất mà anh chị à, do chính chủ thì à, cũng đã phá à, cửa gào rồi à, nên em à, cũng không à, di chuyển camera vào à, bên trong được em à, chỉ quay à, bên ngoài cho anh chị và cô chú à, tham quan để anh chị nắm à, thông tin chính xác hơn ha à, đất này thì à, tương đối cao gáo và bằng phẳng nha anh chị à, đất thì à, rất là sạch sẽ xung quanh thì à, không có màu mã nha Vị trí này thì rất là đẹp luôn nha anh chị Nếu anh chị ở thành phố Mỹ Tho di chuyển về đây khoảng là 12 km Anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh à, di chuyển về đây khoảng là 70 km nha Và con đường này à, cũng liên thông về à, đường bê tông 3m khoảng là 500m Và con đường này thì nhà nước đang cũng à, có dự án là mở đường ra khoảng là 3m nha anh chị ở vị trí đất mình thì rất là đẹp luôn những cái gảnh mương này thì gia chủ đang nuôi cá tây tượng và cá cha rất là nhiều luôn và gia chủ bán sẽ tặng cá cho anh chị và một cái vườn dừa rất là đẹp luôn ha bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị á sang lắp mặt bằng xây nhà vườn lên thổ cư nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện luôn nha. Mọi ý kiến thắc mắc, anh chị cứ để lại bình luận bên dưới. Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp giải đáp thắc mắc để anh chị nắm hiểu rõ hơn. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gọi sổ thông tin vị trí để anh chị ở xa có thể nắm bắt được và anh chị có thể về xem. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn dừa có tổng diện tích là 570 m vuông. Ngang là 15 m và có chiều dài là 38 m. trên đất thì gia chủ đang trồng dừa sim xanh và một số mít và trên đất có hệ thống tưới tiêu có đầy đủ luôn vừa thì gia chủ đã trồng cũng khoảng là 3 năm rồi nha anh chị Và cũng đang trong quá trình là cho trái luôn Đất này thì tương đối cao gáo và bằng phẳng Đất thì rất là sạch sẽ Xung quanh thì không có màu mã nha anh chị Và từ vị trí thửa đất anh chị cách đường xe ô tô khoảng là 30 mét và con đường này anh chị chỉ di chuyển là đường xe gắn máy hoặc là xe ba gác thôi hiện giá chủ đang kêu bán với giá là 600 triệu giá này anh chị gặp chính chủ anh chị thương lượng nha bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị sơn đắp mặt bằng xây nhà vườn lên thổ cư nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú đủ điều kiện. Cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em. Nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần video tiếp